Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải Minecraft trên iOS nha mọi người ơi. Mọi người vào Safari nha. Sau đó mọi người tìm từ Weebox nha mọi người. Đây, từ Weebox. Mọi người chỉ cần làm theo là có thể tải được Minecraft về rồi nha. Sau đó mình tải từ Weebox về nha mọi người. Bây giờ mình chờ một lúc để từ Weebox tải về. Rồi, sau đó đã tải về hồ sơ. Rồi, bạn xác nhận xác minh từ Weebox là được rồi nha mọi người. Rồi, cài đặt cấu hình xác minh đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào ứng dụng từ Weebox nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào phần gọi là app. Sau đó mình sẽ vào từ Weebox để tải về nha mọi người. Đây, và mình đã thấy Minecraft rồi nè, phiên bản 1.26 này. Nhưng bây giờ mình tìm xem có phiên bản nào mới hơn không nha mọi người. Đây, mình thấy rồi, mình tải về nha. Mình ấn vào Insert nha mọi người. Cài đặt. Sau đó bây giờ mình sẽ đợi một lúc để Minecraft tải về nha mọi người. Mình tải sắp xong Minecraft rồi nha mọi người. Chờ cho nó tải xong là mình sẽ hướng dẫn luôn nha mọi người. Rồi, bây giờ sau đó mình vào phần cài đặt, vào phần quản lý cấu hình và thiết bị nha mọi người. Sau đó vào phần ý và mình phải xác minh ứng dụng Minecraft nha. Rồi, bây giờ bạn ấn cho phép. Mình đợi một lúc để vào game nha. Giờ mình sẽ tạo map chơi thử nha mọi người ơi. Game đã chơi được rồi, mình sẽ thử chơi thử đập gỗ hay cái gì đó nha mọi người. Mọi người chơi được trên iOS nha mọi người ơi. Mượt